Tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của quân khu vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian đến. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu chủ trì hội nghị. Hội nghị nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước nói chung và địa bàn quân khu 5 nói riêng. Các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm chống dịch như chống giặc. Thời gian tới, Phó Tư lệnh quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nhạy bén, nắm chắc tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện cho phù hợp, làm tốt công tác tạo nguồn vật chất phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với y tế địa phương, theo dõi, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn về mọi mặt.